Chào mừng tất cả quý anh chị cũng như toàn thể các nhà đầu tư. Ngày hôm nay thì em lại có mặt tại xã Đắc Xin, ở huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông để quay và giới thiệu đến cho mọi người một lô đất nhé. Lô đất của chúng ta thì có tổng diện tích là 1,2 ha, sổ sách đầy đủ. Và đất của chúng ta thì là sổ nông nghiệp nông lâm kết hợp nha mọi người. Đất này thì chuyển đổi thoải mái nha mọi người, chuyển nhượng thoải mái. Và đất của chúng ta thì có được 80 mét mặt tiền đường nhựa, đường liên thôn xã và rất là gần khu dân cư nhé, cách tất cả các nhu cầu tiện ích xã hội như kiểu ủy ban xã rồi trường học, chợ, trạm y tế và tỉnh lộ 685 là 3 km thôi nhé. Và đất của chúng ta thì trên đất đang trồng đông đặc là cà phê, ranh thì bắt đầu từ cây cây mít chỗ cái bảng nha mọi người và đi dọc đến cuối hàng mít dưới này có 80 mét mặt tiền đường nhựa. Và trên đất thì bác chủ đang trồng được 100 cây sầu riêng như này nhá, sầu riêng 3 tuổi và bước năm thứ tư rồi, đất đều và đẹp, đất thì khuất gió nhá, sen cà phê đông đặc và giá bán nguyên lô là 2 tỷ 2 có thương lượng nha mọi người. Sầu riêng năm thứ ba rất là đẹp luôn. Từ đây mà ra đến Kiến Đức quốc lộ 14A là 20 cây số, về đến thành phố Gia Nghĩa là đâu đó khoảng tầm 40 cây thôi nha mọi người. Đường xá thuận tiện, khu dân cư hiện hữu. Trên đất thì chưa có kéo điện nha, và đường điện đã đi ngang rồi. Và hiện tại thì kéo điện thoải mái nhá. Trên đất có một cái nhà và một cái ao nhá, nước nôi thoải mái. Năm nay rất là hạn nhưng mà cái ao vẫn còn nước nha mọi người. Sầu 3 tuổi rồi. Sang năm là có thể để bói được rồi nha mọi người. Năm nay thì chưa. Sang năm thứ tư rồi. Để bói rồi. Cà phê đậu trái cũng rất là tốt đó nha mọi người. Cà phê đậu trái tương đối là ổn định. Đất đai thì tùy theo lô đất thì có những cái giá nhất định và không cụ thể nha mọi người. Hiện tại thì theo cái lô này cá nhân em đánh giá thì giá tương đối là hợp lý nhé. Đất đai màu mỡ thì nằm ngay khu dân cư. Cà phê đậu trái khá là to rồi. Mọi thông tin về lô đất thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại là 0987 326 906 hoặc kết bạn Zalo với em nhé, để em gửi sổ sách cho mọi người tham khảo. Mọi người quan tâm thì liên hệ với em sẽ gửi cho mọi người đầy đủ và dẫn mọi người đi tham quan lô đất nhé. Xíu nữa em sẽ bay livecam và quay lại cái ao cũng như địa hình đất cho mọi người quan sát. Đất thì là đất đỏ ba gian tơi xốp. Tương đối là thoải đẹp nha mọi người, khuất gió 100%. Bây giờ thì em sẽ ghép cái này cam vô cho mọi người hình dung. Dạ, còn đây là toàn bộ cái ranh của lô đất nha mọi người. Cái ranh đất là trong cái hình của dấu mực xanh nha mọi người. 80 mét mặt tiền đường nhựa. Khu dân cư trước mặt luôn nha mọi người. Lô đất của chúng ta thì hiện tại thì dưới có một cái hồ mà đến giờ vẫn chưa hết nước nha mọi người. Nước nôi thoải mái. Dân cư thì đông đúc liền kề rồi. Em đang bay này cam cho mọi người hình dung đây. Nói chung là lô đất này tương đối là đẹp nha. Phía trên thì ôm mặt đường, phía dưới thì cà phê và sầu riêng. Đất nằm đối hướng diện về hướng đông bắc nên rất là khuất gió nha mọi người. Và bác chủ có đi thêm được một hàng mít ở phía đầu đường để chắn gió nha. Phía trên này hơn 100 cây sầu nha. Bác chủ không chính xác là khoảng 100 đến 120 cây nha mọi người. Em bay từ trên xuống dưới đây. Cà phê thì năm nay đậu trái cũng tương đối là đẹp nha mọi người. Phía dưới đây này em đang bay dần dần xuống tới suối nha. Ở giữa thì nó có mất một cái gập nên nó gọi là bị nhẹ, dốc nhẹ thôi. Còn dưới đây thì gần như đất nó bằng. Và có cái ao bên góc trái màn hình nha mọi người. Bây giờ thì em đang đi chi tiết từ trên đường xuống. Rồi cho mọi người hình dung lô đất nha. Đất thì đất đỏ ba gian tơi xốp, không có sỏi đá luôn nha. Cà phê thì năm nay đậu trái rất là nhiều luôn. Xen kẽ giữa các hàng cà phê là hàng sầu riêng, bác chủ đang trồng khoảng 8 vuông nha mọi người. Sầu thì đều được cắt tỉa cành tương đối bài bản, khá là đẹp. Với khoảng tầm hectare 2 này thì khoảng tầm hơn 1.000 cây cà phê nha. Năm nay thì khoảng 3 đến 4 tấn dần nha mọi người. Tương đối đậu trái rất là nhiều. Do hiện tại thì năm nay Đắk Nông bước vào mùa khô hạn rất là lịch sử. Nhưng mà cái hồ này vẫn giữ được cái nước rất là nhiều. Và bác chủ có tưới tắm đầy đủ nên không có sợ bị héo trái héo đọt nha mọi người.
Như mọi người đang quan sát thì cây sầu riêng và cây cà rất là xanh đẹp luôn. Sầu riêng thì cũng chưa có để trái nên đang phát triển rất là tốt. Bác chủ có nói là rất là ít xịt thuốc nha. Cái này mà siêng xịt thuốc thì mấy con côn trùng không phá hoại cái bộ lá thì sẽ phát triển tốt hơn nha mọi người. Nói chung là em đi quay thì em sẽ quay từ chỗ đẹp đến chỗ xấu, và chỗ dốc đến chỗ bằng cho mọi người hình dung, để đỡ mất thời gian của mọi người nha. Mọi thông tin về nấu đất thì mọi người liên hệ trực tiếp đến cho em, hoặc là kết bạn Zalo, hoặc là liên hệ trực tiếp để em dẫn mọi người đi tham quan các nấu đất. Phía dưới thì có một cái ao, nhưng mà em sẽ đứng trên này, và cứ nãy phần cái ao thì em sẽ bay live cam cho mọi người hình dung rồi. Ở phía dưới kia thì có một cái bãi bừng rất là bằng luôn, ba sào rất là bằng luôn nha mọi người. Bác chủ trồng sầu riêng thì chạm cái đất bằng thôi, phía dưới thì chưa trồng. Mọi người mua về thì có thể chuyển đổi và trồng thêm. Hiện tại thì đất nông lâm kết hợp này thì do hiện tại không có nên được thổ cư nhá. Nhưng mọi người xây nhà cấp 4 để ở thì xây rất thoải mái nha mọi người. Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho mình xây. Nói chung là trên vùng Tây Nguyên này thì đất nông nghiệp được phép xây nhà cũng rất là nhiều thôi. Tại vì không phải chỗ nào cũng có quy hoạch thổ cư nha mọi người. Dân thì ở rất là rộng nên nhà nước sẽ ưu tiên hơn. Em xin phép được dừng video tại đây. Mọi người quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với em. Mọi người yêu mến em thì hãy cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Em xin phép được chào tạm biệt mọi người.